Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ ba ngày 16 tháng 7 năm 2024. Giải 7, các vé tận cùng mang số 4, 5, 1, 2, 6, 0, 2, 2. Giải 6, các vé tận cùng mang số 3, 5, 9, 7, 9, 4, 6, 3, 9. Giải 5, các vé tận cùng mang số 7766, 2189, 0312, 5850, 5003, 8386. Giải 4, các vé tận cùng mang số 6962, 0797, 5344, 0621. Giải 3, các vé tận cùng mang số 86301, 02170, 09978, 47441, 83209, 10665. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 14879, 99309. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 54389. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 79496. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 1QB, 2QB, 6QB, 7QB, 9QB, 11QB, 18QB, 19QB.